Chào quý ông bà, cô bác. Hôm nay mình cho hòm từ thiện hộ Đặng Ngọc Nhu đã từ trần vào lúc 2 giờ ngày 23 tháng 4 2024, nhằm ngày 15 tháng 3 âm lịch năm Giáp Thìn, hưởng dương được 48 tuổi. Tuổi Đinh Tỵ, sinh năm 1977, quê quán ở ấp Tân Lợi, xã Khánh Thạnh Tân, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre. Cô này đã bệnh ung thư, gia đình nghèo, đây biếu tặng cho cái hòm từ thiện để về an táng. Lễ nhập quan tẩn vào lúc 7 giờ sáng ngày rằm tháng 3 âm lịch năm Giáp Thìn. Lễ an táng vào lúc 11 giờ ngày 16 tháng 3 âm lịch năm Giáp Thìn tại đất nhà. Quý vị xem video này xin vui lòng cho mình một cái đăng ký. Xin cảm ơn. Đây là gia đình anh em dịch vụ tại hộ Quốc Trò chở cái hòm từ thiện biếu tặng, đã sắp xếp trang trí xong, đợi tiếp giờ làm lễ tưởng niệm. Đây anh em trang trí như vậy. Mở dây ra. Mở đầu vô chứ. Thấy khách đầu vô. Quần để dưới, áo để trên. Chỗ đại vô đi vậy hả? Đồ mới chỉ là đồ cũ bỏ đốt đi. Đồ mới vừa đốt hết. Đây để xem lại cho bạn, để xong rồi coi lại nha. Đồ mới đồ cũ bỏ đi con. Đem theo chừng nào đầy ha, để ngoài đó. Cái cũ đốt hết rồi. Giờ con lại là bảy nha. Con gì đó không? Con gì đó. Con gì đó. Con gì đó. Con
Tây đang làm lễ nhập quan. À, nói nấu cơm với ba chỉ chào hay ba đem lễ, đang làm lễ nhập quan đó quý vị. Chưa để đồ cái bác rồi rồi tôi sáu giờ có nấu. Còn gì nữa không? Với ôm đâu? Hộ này nghèo nên xin hòm từ thiện, không rước nhạc, có rước ông thầy nữa, an táng gần nhà, lối xóm anh em phụ giúp khiêng chứ không có mướn. Rồi xá hay xá lại lại đứng dậy xá hay xá. Ừ. À, một chồng giữa có hai đứa con trai, đứa 17 tuổi, đứa 18 tuổi. Đây anh em đang tí sửa soạn, đang thay nắp. Gia đình cũng gặp khó khăn nên đây biếu tặng cái hòm từ thiện. Gia đình thống nhất là không rước nhạc là quý vị, có rước ông thầy. An táng gần nhà nên nữa lối xóm phụ giúp giùm khiêng an táng, chỉ có trống chầu. Thì xin quý vị hoan hỷ cho. Đây là cái nhà nè quý vị. Đây anh em đang sửa soạn tẩn xong rồi làm lễ trồng thổ luôn. Tập mấy hông nhà đồng khổ đồng nay xe nghiêm tỉnh
đang ngày mai đang ăn táng cho nó khô. Đây anh em đang sơ soạn làm. Bỏ đó bỏ lên xe giùm tôi luôn đi, ngồi tôi chạy chở cái thằng. Xong rồi quý vị, đó tận xong rồi trang trí giờ xong rồi. Chút xíu nữa ông thầy ông làm lễ thành Phật phát tang. Đây trang trí rồi vậy xong rồi. Có ông chồng, đây là ông này ông chồng. Nam mô Tây Phương Tiếp Dẫn Giáo.
giống hồn anh Di Đà Phật. Vốn liên đài trực giảng Tây Phương Cửa liên đài Bà Nghĩa giảng Tây Phương Tịnh Độ Thắng Ta Bà Siêu Thoát Lâm Hồi Đạo Mô Dẫn Giống Hồ Bồ Tát Na Mìa Bồ Dẫn Giống Hồ Bồ Tát Quỷ Giống Hồ Bà Đặng Ngọc Nhu Thừa Tam Mì Bảo Lực Trường Bi Phật Ôn Lại Đạo lễ thọ phục chi nhân phẩm hương niệm mà hương sanh tử là ai phải đi qua xuống lên ba cõi cùng sao nèo muốn lên cần phải niệm phật tu trì từ thời diệt nam quân bến tre tận mỏ cài bắt quyền thành tăng xã tăng lợi ấp gia xứ trụ phụng phật tu hương thiết lễ họ phục chi nhân trợ tiếng hương linh sự vị kim tăng vô hiền phu nguyễn văn xuân hiếu nam nguyễn văn hoàng nguyễn văn lâm hiệp tăng chủ đại tiểu đặng thiết lễ họ phục chi nhân phục vị dân chánh tiếng hiện linh tấm đặng ngọc nhu nhất nhị di hồn năm danh đến tỳ hương dương trần thế tứ thập bát quán tự hư giác hình thị tam hoạt thập ngũ nhật mạng thời quy tây hộ từ con cháu nhất thọ hương nguyện dâng hồn lai đã phật tiền họ tài hương lực thịnh pháp văn kinh đốt lót mê độ siêu sanh tịnh độ nam mô hương dân cái bồ tát nam mô hương dân cái bồ tát hương dân cái bồ tát ma ha tát lễ thường mà hương tấm hương lên xá hai xá tấm hương lên rồi tấm rồi tấm rồi đấy hiếu chủ thành tâm khởi thân lễ nhị bái bình thân giai quỳ chiến thân chỉ ơi ngung vọng lai lâm tăng chủ kiện hành thường hương cần đương nhất tâm trì Yeah, well.